Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta đã cùng trở lại với giải Ngũ Hiệp Open năm 2022. Trước mắt quý vị và các bạn sẽ là trận bán kết 1 giữa các cầu thủ đến từ DHFC gặp cao thủ đến từ FC Thập Cẩm để bước vào trận chung kết. Như vậy là tiếng còi khai cuộc đã được bắt đầu. Trong hiệp thiếu thứ nhất này, cao thủ đến từ DHFC sẽ là người cầm sân bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Những nỗ lực cá nhân đến từ các cầu thủ DHF, bóng vẫn còn, căng ngang bóng vào trong. Tuột đã có pha lùi về phòng ngự kịp thời. Bây giờ là một tình huống tổ chức tấn công đến từ các cầu thủ DHF. Hưng Percy quá đáng tiếc. Hưng Percy đã có một tình huống thoát xuống và bước một rất tốt, nhưng trong pha dứt điểm cuối cùng, Hưng Percy đã không thể nào nắn nót hơn. Anh đã đưa bóng đi vượt qua khung, bóng đến chân của Sơn Bi. Sau tình huống dứt điểm vừa rồi thì Sơn Bi đã được nhận được rất nhiều những lời đồng viên, những lời động viên đến từ các người đàn anh ở phía sau. Áo tím đang không thực hiện được tình huống tấn công trong trận đấu này. Một tình huống dứt điểm từ xa. Vừa rồi là nỗ lực giải tỏa căng thẳng đến từ những cái tên của FC Thập Cẩm. Bóng về chân của Tiến Đạt. Tiến Đạt dứt điểm từ xa. Cầu thủ đến từ FC Thập Cẩm đang có rất nhiều những chân sút từ xa tốt, nhưng mà những pha sút bóng từ xa Cẩm, bóng về chân của Ngọc Thuận, treo bóng trọng đánh đầu không vào. Người vừa thực hiện pha đánh đầu vừa rồi đó chính là số 17 Tuấn Đạt. Đây cũng là hai cái tên đang có mặt trong danh sách đề cử giải thủ môn xuất sắc nhất. Thêm một tình huống sút xa nữa mà Hữu Hải tạo ra. Với những tình huống cận